lên cầu đi. Đợi cho Phú lấy tay nó kìa. Lòi tóc kìa. Lòi tóc kìa. Để thằng bên cạnh đi, tài lại đi. Đỡ đầu đi. À... sao sẽ xẻo vậy? Vậy chồng con cái được rồi. Mình cho nó... quay. Rồi, cạnh đi. Cứ bấm nút dừng dưới này, đừng có bấm nút dừng. Rồi, chắc nha. 1, 2, 3. Hát đi. Rồi rồi. Rồi, đây. Wow, bắn đẹp quá. Bên đây. Bên kia. Wow. Rồi, rồi, rồi. Ngon quá. Quá ngon. Rồi, để mẹ lấy. Cho ông cho bạn nha. Phải bánh sinh nhật lắm. Cái này là cái gì á? Đây là bánh sinh nhật đó mà làm con câu á. Trời ơi. Để cái bàn ra chứ. Bàn ra chứ. Ngủ vậy. Chẹp qua. Mày không phải bánh sinh nhật. Dạ cho bác chúc mình tới đây. Bánh sinh nhật con câu. À đúng rồi. Bánh bông nữa tâm nha. Có cái tâm không đó nghe. Đây. Bông này con rồi. Dạ. Dạ. Cơm dẹp đi ha. Đặt cái này đi. Ngày chúc được mấy tuổi? 5 tuổi, 3 tuổi. Sinh nhật là sinh nhật này là con được mấy tuổi? 5 tuổi, 3 tuổi. 3 tuổi à, chứ không có 5 tuổi. 3 tuổi cơ, nha. Dạ. À. Học lớp mấy rồi? Năm. Mới 3 tuổi thôi, lớp 5 rồi. Cô nào dạy? Dạ, con. Thằng Đồng mà. Cô thôi hả? Cô con tên gì? Cô thôi hả? Chứ không biết tên hả? Cô tên gì? Cô tên... tên gì? Rồi mấy anh già dịch bệnh rồi con có học online không? Có. Học online với mình với hả? Dạ. Con học online. Rồi. Rồi nè, ngồi ăn đi. Ngồi ăn một cái xe luôn. Ừ. Cà phê quá. Nè miếng hả? Đất này với. Cái gì con không? Cái gì vậy? Không biết gấp rồi, có muỗng không? Không biết khăn đĩa. Thank you.